Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh thành phố Hải Dương. Trong chương trình thời sự này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh, thành phố viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Khai mở vườn hoa hướng dương tại khu đô thị Trường Thịnh. Thành phố Hải Dương với phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023, sáng ngày 2 tháng 2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Hải Dương tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ thành phố Hải Dương. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Vĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vòng hoa mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến thắp hương tại mộ anh hùng liệt sĩ Hồng Quang, một người con ưu tú của quê hương Hải Dương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cũng nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón xuân mới Quý Mão 2023, sáng ngày 2 tháng 2, thành phố Hải Dương đã khai mở vườn hoa hướng dương tại khu đô thị Trường Thịnh, phường Tân Bình. Tham dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Vĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Vườn hoa có diện tích gần 1 hectare được thành phố đầu tư trồng, chăm sóc, hiện hàng vạn cây hoa hướng dương đã nở rộ, khoe sắc, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng lãm và chụp ảnh. Tại buổi khai mở vườn hoa, hơn 700 thanh thiếu nhi thành phố đã đồng diễn tiết mục Hải Dương ngời sáng ngàn hoa. Vườn hoa sẽ mở cửa trong thời gian 15 ngày. Trong thời gian này, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, phục vụ người dân và du khách. Vụ xuân năm nay, thành phố có kế hoạch gieo trồng gần 450 hectare cây rau màu, tăng 47 hectare so với vụ trước, trong đó tập trung vào các loại cây như cà chua, bí xanh, ngô, dưa hấu và rau các loại. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp thành phố hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, áp dụng đồng bộ các giải pháp để sản xuất an toàn bền vững, đồng thời linh hoạt trong tổ chức sản xuất, đa dạng cây trồng, mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây có bao tiêu sản phẩm, tích cực đưa các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng cường sử dụng màng phủ ni lông và khung vòm để gieo trồng một số cây trồng trái vụ, lệch vụ, giúp tiêu thụ thuận lợi và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Đảng bộ thành phố Hải Dương hiện có 19.403 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại 77 tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, nhằm tăng cường công tác xây dựng đảng, Đảng bộ thành phố đã thường xuyên quán triệt những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện sự lãnh đạo của đảng, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn thành phố nhiều năm qua được đặc biệt chú trọng, đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng được thành ủy và các cấp ủy quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp và có chiều sâu. Chỉ tính riêng trong năm 2022, qua đánh giá, bình xét, phân loại, có 18% chi đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73% chi đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9% chi đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có 15,6% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Ban thường vụ thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của trung ương, của tỉnh và của thành phố. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng được thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, nề nếp và có chiều sâu. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng với thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm và đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, đảm bảo chất lượng từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, được cấp ủy các cấp biểu dương khen thưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng công tác nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, cũng như việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, không chỉ tạo sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội, mà còn cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Chúng ta cần phải tiếp tục chỉ đạo để thực hiện cái kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương cũng như là đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục cái triển khai cái đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và bố trí sử dụng cán bộ ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của đô thị loại 1, tức là giám sát việc chấp hành các nội quy, quy chế, quy định của cán bộ công chức viên chức, tiếp tục rà soát để đưa ra khỏi đảng những đảng viên suy thoái theo chỉ thị 28 của Ban Chấp hành Trung ương, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, chỉ đạo tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân năm 2023, đôn đốc kiểm tra giám sát thực hiện các nội dung sau đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình dân vận khéo trong công tác vận động nhân dân thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng thời gian qua và những nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thu được nhiều thành công hơn nữa, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Hải Dương xanh, thông minh, thân thiện, an toàn, một thành phố đáng sống. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành, ta chạy cho nhanh, xây công trình lớn. Nhà ngôi nhà đẹp, đều cần thép tốt, như VAS, vững vàng tâm thép. Thép khỏe, bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí. Chất lượng bảo chứng, bởi triệu công trình, gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi. Thép VAS, gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng.
FVAS được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với mẫu mã đa dạng. Hệ thống 6 nhà máy của VAS luôn đáp ứng yêu cầu về sản lượng lớn cho các đối tác khách hàng. VAS vững vàng tâm thép. Hotline 028 3820 3820, sẵn sàng hỗ trợ. Này ba mía, nay chợ Tết đông, tranh thủ đi chợ sớm con nhá. Dạ con biết rồi. Ba mẹ, Tết này mình làm mất nhiều vậy, đường biên hòa trong nhà không còn đủ nấu với tặng hoa hàng đâu mẹ. Vậy thì ghé tạp hóa Bắc Tư mua thêm mấy túi đường biên hòa con ạ. Hôm qua mẹ nghe bác nói đường biên hòa đã thay đổi bao bì bên ngoài, có thêm cành hoa mai vàng tươi, nhìn đẹp lắm. Dạ, Tết này có đào, có cúc, có mai, có thêm đường biên hòa, tặng mọi người là ngọt ngào cả năm đấy nha. Đúng rồi con, đường biên hòa ngọt vị mía, đậm vị Tết. Ôi giời, mẹ quên mất mua nước cốt dừa. Tết này mẹ định nấu món cà ri gà ăn cho lạ miệng, mà muộn thế này thì ai còn bán. Dạ, con có mua sẵn mấy lon nước cốt dừa Simon Cooks, có hơn 94% nước cốt dừa nguyên chất, ăn không khác gì nước cốt dừa tươi luôn đó ạ. Ồ, hay thế. Dạ đúng rồi mẹ, vừa đang có chương trình Tết trọn món ngon, năm trọn may mắn. Khi mua nước cốt dừa Simon Cooks được tặng bao lì xì, nhìn xinh lắm mẹ. Thế à, con đưa mẹ ít bao để mẹ mừng tuổi cho các cháu. Dạ, đi ạ. Nước cốt dừa Simon Cooks, trọn vị thiên nhiên, nguyên vị cốt dừa. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.